Trong cuộc sống, trước khi làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng không nên hành động bột phát mà phải nghĩ tới hậu quả sau này, suy tính trước xem tiếp theo phải làm gì, chứ không nên làm tới đâu nghĩ tới đó. Có một con cáo không may bị rơi xuống giếng, nó cố gắng mãi để trèo lên mà không làm sao lên được, cuối cùng đành phải ở lại dưới giếng. Một lúc sau, có một con dê khát nước ra giếng uống nước. Nhìn thấy cáo ở dưới giếng, dê cất tiếng hỏi: "Anh cáo thân mến, xin hỏi nước ở dưới giếng có vị ra sao?" Cáo gặp được dê thì mừng thầm trong bụng, nó nghĩ: "Cuối cùng thì cơ hội thoát chết của ta đã đến rồi." Thế là cáo vừa liếm môi vừa làm ra vẻ nói: "À, bác hỏi đúng người rồi đấy. Tôi vừa mới uống nước ở dưới giếng này xong, vị ngon miễn chê. Đây đúng là nguồn nước ngon nhất thế gian đấy bác ạ. Bác đừng do dự, mau xuống đây đi, bác sẽ thấy ngay tôi không nói sai tí nào cả." Nghe cáo nói xong, dê lại càng cảm thấy khát hơn, còn đâu nghĩ được là cáo có thể lừa mình. Dê háo hức nhảy xuống giếng. Sau khi uống nước xong, dê mới nhận ra rằng để trèo lên miệng giếng không phải là chuyện dễ. Nó liền bàn với cáo để tìm cách thoát khỏi giếng. Cáo nghĩ ngợi một hồi rồi bảo dê: "Tôi nghĩ ra cách này. Bác gác hai chân lên trước thành giếng rồi dựng sừng lên. Tôi sẽ trèo lên lưng bác để nhảy lên trước rồi sẽ kéo bác lên sau. Thế là cả hai chúng ta đều thoát." Dê bằng lòng làm theo lời cáo. Cáo trèo lên lưng dê rồi lấy sức bật nhảy lên miệng giếng. Nó thoát được rồi liền bỏ mặc dê lại. Dê vô cùng tức giận, mắng cáo là kẻ không biết giữ lời hứa. Cáo bảo dê: "Này ông bạn, nếu đầu óc ông đủ thông minh thì ông đã chẳng nhảy xuống đó rồi." Trong cuộc sống cũng vậy, trước khi làm bất cứ việc gì, chúng ta không nên hành động bột phát mà phải nghĩ tới hậu quả sau này, suy tính trước xem tiếp theo sẽ phải làm gì, chứ không nên làm tới đâu nghĩ tới đó. Là một trong những doanh nhân thành công nhất thế giới và được mọi người coi là người hùng của thế kỷ 21, ít ai biết được rằng trước khi có được những thành công như ngày hôm nay, Elon Musk đã từng trải qua rất nhiều thất bại cay đắng và thảm hại. Hiện tại các bạn nhìn thấy tôi là một doanh nhân rất thành đạt và có nhiều tiền đúng không? Nhưng tôi không phải là người tài giỏi tuyệt đối về mọi mặt. Tôi cũng từng mắc rất nhiều sai lầm và thất bại, Musk chia sẻ trong một cuộc trả lời phỏng vấn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Elon Musk cũng nộp đơn xin việc khắp nơi nhưng lại kết quả là không được như mong đợi. Khi tôi đến Netscape để phỏng vấn, tôi không dám bắt chuyện với bất cứ ai. Tôi là một kẻ nhút nhát nên chỉ dừng ở đó và nhìn người ta nói chuyện. Cuối cùng tôi đã bị Netscape từ chối. Năm 2000, khi thành lập hệ thống thanh toán trực tuyến PayPal, Musk muốn sử dụng phần mềm Microsoft chứ không phải Unix như cộng sự CTO Mark. Sự cạnh tranh căng thẳng cùng với khoảng thời gian PayPal gặp khó khăn thâm hụt 10 triệu đô mỗi tháng đã khiến sự nghiệp của Musk đi xuống nghiêm trọng. Vì thế, Musk quyết định nhượng quyền điều hành PayPal cho eBay. Sau thất bại với PayPal, Elon Musk lại tiếp tục thành lập công ty thứ ba của ông là SpaceX. Ông đã đổ vào công ty 100 triệu đô với mục đích chế tạo tên lửa như 3 chiếc tên lửa đầu tiên phát nổ trước khi tiến vào quỹ đạo bay. May mắn là chiếc thứ tư thành công giúp công ty kiếm về hợp đồng trị giá 1,6 tỷ đô với NASA. Elon Musk là người có thể dạy cho bất cứ doanh nhân nào bài học về nghệ thuật thất bại. Ai cũng trải qua những lần thất bại trong cuộc sống. Thậm chí số lần chúng ta thất bại còn nhiều gấp vạn lần thành công. Thomas Edison trước khi trở thành nhà phát minh vĩ đại trong lịch sử cũng từng gặp vô số thất bại. Abraham Lincoln từng là người thua cuộc trong chiến dịch bầu cử trước khi trở thành Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Tất cả những con người vĩ đại đó đều đã thất bại không dưới một lần. Nhưng họ đều đứng dậy để đi đến thành công nhờ có sự chuẩn bị tốt nhất và không bao giờ bị động trước mọi hoàn cảnh. Thất bại là một lựa chọn tất yếu. Nếu không có thất bại thì sẽ không đủ động cơ để đổi mới. Vì thế, nếu điều gì đó đủ quan trọng thì cứ thử đi. Thậm chí kết quả có thể là thất bại thì cũng đừng e ngại. Chỉ cần bạn chuẩn bị tâm lý để đón nhận thất bại đó, tỷ phú Elon Musk chia sẻ.